Tới giờ ăn rồi, tới giờ ăn rồi. Ôi, trời 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 trời. Ôi, trời, tập trung đông thế. Nó tập trung nào bạn. Kìa, mình sẽ đặt cho nó ăn. Con này làm gì để hả? Đấy, hai cái luôn đấy, bu vô mà ăn đi. Đấy, ngon. Qua thăm anh Chicken Wing thôi bạn ơi. À, anh Chicken Wing lâu quá rồi không thăm mấy bạn, chắc không gặp anh Chicken Wing rồi bạn. Anh vẫn kẹt trong đây bạn, anh vẫn không được thả rong bạn ơi. Mình không biết mình làm cách nào để mình dụ anh Chicken Wing nữa bạn đây. Đây là cái vợt, để vợt mấy đĩ cá bạn. Trong đây thì cá thì chết hết rồi, không hiểu vì sao luôn. Và cái tập này á, mình sẽ quyết định sẽ làm cái gì đó. Chứ bạn có thấy cái đảo ngoài kia không bạn? Hồi nãy giờ nó lát á, là vì mình quên chỉnh cái kia bạn ơi. Nên mình ra mình cho bạn cái coi cái đảo đó nha. Coi đảo đó xíu nha. Coi khá là nhiều cá lồng đèn được lum á. Này mình sẽ cho bạn coi cái đảo này. Có vẻ cái đảo này là vừa cho mình xây một cái biểu tượng người luôn bạn. Để mình làm một chút xíu ngầu ngầu lên xíu bạn. Làm cái núi sao nha, núi khó làm chứ bạn. Làm cái núi kiểu như nhân tạo vậy bạn, bạn hiểu. Là một cái bệ nhân tạo. Nhân tạo. Ok. Đấy. Nếu cái bệ này mình xây được thì ok. Để mình về mình đào thêm một xíu đất. Tập này là định xây một cái biểu tượng cho mình. Không phải cái biểu tượng kia đâu ba. Cái băng đảng mình phải xây nhà các bạn. Đấy. Đào một chút xíu đất. Thật sự không phải một chút xíu đâu mà đào hết luôn cái vùng này luôn nè bạn. Các bạn, mình đã đào xong được mấy... 4 stack các bạn, 4 stack. Đó, mình sang bằng hết cái khu vực này luôn. Mấy bạn thấy mình kinh không? Và mình làm thêm hai cái sản sắt nữa. Nó gọi là lên thực kỳ đồ sắt đáy. Bạn có thể thấy khu vực này nó chỏm ra đúng không? Giờ nó nhô vô, thấy nó bằng không? Được vậy. Cái con này mình không biết mình làm sao nha bạn. Làm đại nó được thì thôi. Vậy chí không? Đấy, thấy cái bè thấy ngầu rồi. Làm sao ta? Làm nó to hả? To mất thời gian lắm. Thề. Mình cũng chả biết làm to nữa, làm to thì xấu. Vừa xấu vừa mất thời gian thì thế nào? Thế nào? Cái chân bên đây hả? Mình làm sao cho nó ngầu nha. Mình còn không biết làm sao để cho nó ngầu nữa nha các bạn. Chân gì to vậy? To như bánh xe bò vậy. Sao ta? Đây ta. Nên là mình cứ làm cái khuôn trước đây kìa. Khuôn rập khuôn. Và cái chân nó sẽ đặt lên đây, một cái chân nó sẽ cao đặt lên đây nha bạn. Tại mình cũng có nhiều đá bạn, không có gì xài hết bạn. Chắc mình làm khúc này mình làm đá dưới đất trên đá nha. Ok luôn, hợp lý ha. Mình không phải là một builder nha, mình không có dạy nha. Ok, lên. Lên bro. Đấy, ok. Rồi mình sẽ làm một cái chân. Chân nó đặt lên đây nha. Hay thêm một cục này nữa đi. Chân. Đấy. Đúng không? Rồi mình cần 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2. Rồi bằng kia chưa? Bằng rồi đúng không? Sẽ cái này là cái đùi nè các bạn. Cái đùi của nó. Ok. Nó tối luôn rồi các bạn. Để mình cắm đuốc vòng. Để mình làm việc xuyên đêm. Làm việc xuyên đêm sẽ vui hơn. Đây. Ok. Hay ổn không? Thấy cũng ổn mà đúng không? 4 nó thù quá. Cái này cũng phải lên 3. Này phải lên 3 mới đúng rồi. Đây. 1 3. Rồi ok. Sẽ 2 3. Qua dư. Sao ta để cái chân vậy? Sẽ qua đây là đấy rồi, cái thân lên hả bạn? Thân lên 4 ô nha, nãy bao rồi 4. Rồi sẽ là cánh tay là phải ngầu lên hai cái thân, 2 cánh tay, 3 cánh tay, 4 cánh tay, 4. Làm cho nó ngầu lên 1, 2, 3. Rồi. Đấy. 1, 2,
Bà đói. Cái đầu đây đúng không? Cái đầu đâu nha. Này, cái đây là cái cổ của mình. Đây là cái cổ. Nghe là khung xương. 2 3. Rồi cái đầu hả? À. 1 2 1 2 3 4. Ăn cái đã bạn, chứ nãy giờ nó mất máu quá. Nhảy xuống vậy lên, nhảy xuống mất máu phải cứ. Đủ stack không? Rồi nhiều nhiều mình nhiều. 1 2 3 4. Mình làm những công trình đi vào lịch sử không nha các bạn. Bạn đừng có gì nha. Đấy. Đây đúng không? Đấy. Mình sẽ hai con mắt ha, mắt vàng đi cho ngầu. Mắt vàng. Mắt. Mắt vàng. Mắt này nó chưa cái thành thôi, vàng lớn các bạn, nó xấu lắm. Hết đường xuống rồi các bạn ơi. Có nước không? Ôi giời. Ôi chết 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 chết. Cho 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 cho. Ôi tính ra mình lao xuống nước luôn á. Nhớ game này thật không anh kia nữa. Bạn thấy không? Chân là thêm thêm một hai ô ở đây. Đấy, ơi không này chân chân mấy thằng ngoài hành tinh. Được không? Chân mình sẽ thêm một ít bắp đùi như là đá nè các bạn. Cái này là xương thôi. Còn đùi mình to lắm. Đây. Đùi cái này gọi là cái đùi. Đấy bắp đùi của mình. Bắp đùi của mình cái kiểu như là cái tạ, cục tạ vậy các bạn. Nó khủng bố lắm. Mẹ. Đấy, trời ơi. Ấy, đập lộn nữa rồi. Đặt. Đặt, đố mẹ. Phế thật sự nha. Trời ơi, phế thật sự. Đấy, cũng chưa, cũng chưa. Rồi, bắp đùi như cục tạ vậy. Cái gì kia? Hú hồn, tôi cứ tưởng cái mũi các bạn. Rồi, bắp đùi vậy là ngon rồi. Bắp đùi nhìn là biết hàng thiệt rồi, chứ không phải hàng giả nữa bạn ơi. Sẽ... Đấy. Rồi, mình sẽ thêm phiến đá dưới đây các bạn. Cho nó giống, cho nó ngầu, bạn hiểu không? Hey, rồi. Bắp đùi hả? Bắp đùi, đợi xíu, đợi xíu. Đợi qua chỉnh cái bắp đùi của thanh niên to xác này coi. Công trình bắp đùi. Bắp đùi khủng bố nhất lịch sử. Mình té xuống mình chết thật sự luôn á. Chết liền luôn á. Ok. Đấy, nhảy lên. Nhảy lên. Rồi. Rồi hết đá luôn. Không, nhà mình nhiều đá để về mình lấy các bạn. Rồi con thuyền này đi đúng lâu luôn, không hiểu. Mình đạp đúng nhiều luôn. Yên tâm mấy bạn, cứ yên tâm. Chương trình. Này kiếm gì ăn rồi bạn? Này là gì ta? Này là gì nha? Metagill là gì? Mantagill, Mantagill. Chirư. Ăn được không? Rồi nhìn là biết không ăn được rồi. Dongo. Đúng rồi. Bỏ vô nung cái rồi đi các bạn ơi. Bỏ vô nung cái. Đây. Rồi qua. Ý cái thủy úi xanh. Rồi lên. Công trình ngàn năm. Nhìn là biết ngầu. Nhìn là thấy ngầu nè. Ngon. Trời ơi. Chất vải. Sao nhìn nó dơ dơ sao nha. Để hiểu. Trời ơi. Nhìn nó dơ sao. Này. Ừ đúng rồi. Quên nữa. Mình phải xấu muối lên bạn. Bạn hiểu xấu muối không? Đấy. Bốn muối. Bốn muối. Ok. Tay hả? À? Bắp tay. Bắp tay búp lên được. Bắp tay ok. Chấp nhận bắp tay. Chấp nhận bắp tay. Bắp tay, bắp tay. Bắp tay. Ngon. Trời ơi. Giờ làm sao nó để ra đằng sau được nha. Ngon ngon ra đằng sau được rồi.
Ok. Hay là cái này là gọi bắp tay nha các bạn. Thôi. Hên quá nó có cái đồ để chân chứ. Bên kia quéo có. Ok. Đây. Đây. Ngon. Ngon. À, đầu. Giúp cái đầu. Sẽ đi lên đường này. Này là cái bắp chân. Bắp hai ngón chân. Gọi là bắp chân. Đấy. Ngầu chưa? Đây. Đây, xóa cục này. Cái mũi. Thấy cái mũi. Cười. Cười. Chắc mình sẽ đầu lên là mình làm lên 3 ô thôi nha các bạn. 3 ô. Cái đầu to to xíu. Có cơ là phải có đầu. Đầu phải to. Nhìn nó mới học giỏi. Xong. Giờ chỉ cần là một cái tai nha. Cái tai là hịt đu ngầu. Nó gọi là chức. Một từ thôi là chức. Rồi, sơn tường thôi. Hai con mắt sao đây trời. Hai con mắt à. Ok. Sao ta? Gỗ nó vẫn đẹp hơn nha. Gỗ nó vẫn đẹp hơn mấy bạn ơi. Mình nghĩ là vậy. Gỗ hơn nó vẫn ngầu lòi hơn. Và mỉm cười. Hai cái mũi. Ok. Mũi bạn ơi. Đậu xanh. Mũi. À. Rồi. Quá dữ. Còn thiếu một cái là bên đây nữa bạn. Thiếu cái đây đúng không? Đấy, trời ơi, xong. Khoan, còn thiếu rất một quan trọng là đặc điểm của mình luôn. Đó chính là trên cái mái tóc. Mái tóc xoăn sao ta? Làm sao ta? Quắn như lần quăng vậy sao ta? Đấy. Mái tóc xoăn đẹp đẽ của mình. Xoăn lên. Đấy. Xoăn. Trời ơi, giữ. Đây cái nữa. Mày xoăn tít lên trời luôn. Tít lên trời. Đấy xoăn tít. Để xuống coi thành quả của bạn mình các bạn. Sau bao nhiêu mấy lâu năm ấp ủ. Quá đẹp và quá đơn giản. Nó gọi một từ thôi bạn. Chất. Bạn hiểu không? Một từ thôi. Ok. Để mình lấy thuyền mình đi ra xa rồi bạn sẽ biết. Thực sự ngầu nó đến cỡ nào. Đây mình sẽ cho bạn coi. Nhớ nó đẹp lắm luôn anh ta. Mình thấy nó cũng có cơ bắp cơ mà. Trời ơi. Nó có cơ bắp mà đúng không? Các bạn. Nó có cơ bắp mà. Đây, mình sẽ làm cơ bắp chân của nó. Cơ bắp chân. Cơ bắp chân. Cơ bắp chân. À, vô ngủ trước các bạn, vô ngủ bữa sáng. Mình sẽ ra chiêm ngưỡng. Gọi là không đẹp nữa thì thôi, mình chịu luôn á. Đấy, trời ơi, đẹp vãi. Và nó hơi bị trần truồng một chút xíu để mình sửa lại. À, cái chỗ trần truồng. Này, sửa sao ta? Không biết luôn. Này, sửa hả? Qua đây, lên đây, đúng không? À, đập chút này. Đấy. Rồi.
Đây. Đây đây đây. Đặt nó dưới đây mới đúng nè. Đấy, được không? Đấy. Rồi. Sao nữa? Ok. Kêu nên mình nhìn lại mới biết được các bạn ơi. Nên đây mình nhìn lại cái bên đây mới đúng nè. Công trình vẫn chưa xong nha các bạn. Bên đây. Bên đó hết rồi, bên đó hết rồi, bên đó hết rồi. Thấy, được chưa? Các bạn hết rồi, chắc chắn là hết luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, trời ơi. Không tả đâu vào đâu được hết nha các bạn. Nhìn là biết hai cái chân của nó, cái chân của nó nè. Bạn bạn có thể thấy cái chân của nó là đứng trên cái sàn kia. Còn đây là một cái bộ giáp của nó các bạn. Đấy. Còn chắc chắn là không thể bị trần chuồng nên mình phải làm cái gì cho nó. Ok.